cái đầu béo á. Chú Nhật. Nó có cái đầu béo á. Trời, anh Vũ phải thử cho ý kiến coi. Nếu là anh chọn nào? Nếu mà anh chọn đi không, nào? Nhưng mà nhiều khi nó, cái cũ của mình nó tan vá rồi. Hả? Chọn đi mới đúng không? Mới. Bây giờ hai người là đi chọn đi mới uống á. Nhưng mà tại vì cho cái cũ của mình tan vá. Bây giờ làm lại đi rồi phải mới cũ. Làm lại đi mới đi, thử mấy. Đâu có giỡn vậy. Đâu rồi đi cũ rồi đúng không? À. Có nó mới nằm bên này mà. Sao anh? Có mùi khác. Phải. Cái này là mới. Cái mùi cái thấp là mới nè. Cái cà phê cũ của ông Mi bán trước giờ á, cái vị nó lạc hơn. Cái vị nó cà phê nó lạc hơn là cái vị này uống vô cái vị cà phê nó đậm hơn chút. Hiểu không? Dạ. Ừ. Cái này là mới, cái hũ này là mới hả? Cũ, cái này là cũ. Cái này mới nè. Cái này mới nè. Nhưng mà béo quá là anh không có thích. Em nghe cái mùi ấy thì nghe mùi hơi béo á, đúng không? Cái mùi hăng á, em nghe cái mùi khó chịu á. Đâu ai hỏi gì đâu, hỏi chi nữa. Đang lên trộn này bán được nè. Cái này cái vị nó đậm hơn. Đây nè, lên trộn cái này bán nè. Mùi mới đi. Mới rẻ tiền hơn á. Mới rẻ tiền hơn á. Rẻ nhưng mà em cũng sợ sợ quá. Cái vị đắng nó đã hơn. Vị đắng nó đã hơn. Sao mà cái vị béo có được cái vị cái mùi. Nếu mà trộn cả hai lại trong trong lớp như vậy á vui lắm. Mình sẽ review cho các bạn biết là bánh mì nè. Cà phê không review bánh mì chấm cà phê á. Thử đi. Đặc biệt là cái chỗ này bán rất là ngon nha các bạn. Mà mình sở thích của mình là thích ăn dưa leo nhiều nên mình đòi 3 miếng nha. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây đáng nói là khi mình ăn bánh mì á là mình không ăn cái đầu nữa. Nhưng mà chỗ bán bánh mì này nha, đặc biệt là pate rất là ngon nha. Đó, anh thấy giống giống là anh không ăn. Trời ơi, cái bụng cứ để từ từ nó mới biết được chứ tự nhiên. Bây giờ kêu review rồi, review hỏi đi nào giờ kêu mít lại chút nữa phải làm lại đi khác cái gì chứ để chưa chưa chút mới được. Bây giờ uống rồi hơi nó ép tim rồi đó. Mà chả làm rất là ngon nha. Tại bánh mì thì mua á. Thì phải ship hàng mới có được ăn nha các bạn. Nhỏ chủ quá nó cứ ép đổ hoài nè. Nhỏ chủ quá là chị còn ép đổ nãy giờ cũng ép tim luôn rồi nè. Em cho 3 ly rồi đó, một người 3 ly đó. Nhiều 2 cái à. Đấy, nhiều 2 cái. Thử luôn. Một người 3 ly tính ra là một người 3 ly rồi đó. Khi chan nước tương vào. Còn món bánh mì á coi như là gần gũi nhất người thân thiện những người Việt Nam, cũng là những người mà làm việc mà coi như là không có thời gian á. Người ta chỉ cần cầm thời gian tới chỗ làm ăn. Để đi để đổ vô luôn. Ê, bên kia. Cái này là còn mới hả? Lụng loại cũ, còn cái này là loại mới. Cũ không? Cũ là cao, lụng cũ là đi cao á. Sáng ngày cho mình đây không có thời gian, đâu có ngồi mà thảnh thơi như những người khác là phải ngồi thảnh thơi ăn phở, ăn hủ tiếu. Nhưng riêng bản thân mình không có thời gian, sáng sớm có mấy anh em cũng không coi rồi khách hàng lại sửa xe đó. Không có thời gian nên mình chọn ăn bánh mì là cái phương pháp là coi như là nhanh gọn lẹ. YouTube được rồi nha. Ừ. Trời ơi. Cái gì idol của Quang nói đâu có ông Minh đi mới làm YouTube được. YouTuber. Nhớ mình làm không từ đâu. Chứ mình lộng ngạo biết nói nhảm á, mình uống thuốc nói nhảm nói dữ lắm. Nè. Đúng không Minh? Đúng không? Đúng rồi.
ở đi. Đúng rồi đó, Julie nói đúng rồi con. Còn ít có nói là người ta không có coi đâu. Ồ, cái góc này cũng rộng ghê á anh Vũ. Hôm nay nhỏ chủ quán này nó cho uống 3 4 ly luôn rồi, uống vô một hơi không, không biết ly nào là cà phê của nó luôn rồi đó. Để ăn xong đi nhỏ cà phê ra. Mệt quá. Hết mệt.